Xin cảm ơn các bạn, cảm ơn vũ đoàn rất là nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là màn tân bóng nghệ thuật Freestyle Football. Dạ. Rất đẹp mắt. Đây là hai bạn cùng đồng đội với mình đúng không? Dạ vâng ạ. Em tên là gì? Em tên là Nguyễn Duy Trung ạ. Nguyễn Duy Trung à? Cái đầu tóc này là làm theo cầu thủ nào vậy? Dạ Công Phượng anh ạ. Tưởng là David Luiz. Và bạn trai tên là gì? Em là Hiếu ạ. Hiếu à, Hiếu làm tóc theo cầu thủ nào? Em cứ tự chế đó. Rồi, cảm ơn hai bạn đã đến đây hỗ trợ cho Phúc rất là nhiều. Xin cảm ơn. Thưa các anh chị nghệ sĩ thân mến, vừa rồi là Phúc tạo nên một cái tiết mục rất là đẹp. Thế thì em có thể giải thích là Freestyle Football, tân bóng nghệ thuật, nó chính xác được hiểu như thế nào? Thật ra thì lúc đầu bộ môn này nó không có một cái tên rõ ràng. Lúc đầu chỉ là chúng ta xem các kỹ năng của các cầu thủ nổi tiếng như là ngày xưa là Pele, này, Maradona hay là Ronaldinho, Ronaldo chơi bóng. Thì lúc đầu bọn em cũng không biết là môn gì cả. Nhưng mà về sau mọi người bắt đầu tập từ những cái đường phố nhỏ nhỏ đấy, bắt đầu lên dần mình mới trình độ cao hơn. Tức là không giới hạn bộ phận nào trên cơ thể cả, mình có thể chơi từ đầu, chân, tay và bất cứ sáng tạo thế nào cũng được, không theo một phong cách nào cả. Ai làm gì làm, càng biên càng diễn càng hay càng tốt. Nói chung khán giả thích, vỗ tay nhiều là thành công. Dạ vâng, đúng ạ. Nói về bóng đá là anh Kim Tư Lâm cũng có duyên với bóng đá rất là nhiều. Ủa? Tôi nhìn những trái bóng này là tự nhiên là tôi muốn đá ngay. Mời anh lên đá. Nhưng mà trước khi đá thì tôi muốn hỏi Phúc một cái điều là cái nghệ thuật tân bóng của em, và nếu như lấy cái nghệ thuật này ra sân banh mà em đá thì em có trở thành một cầu thủ bóng đá trên sân banh không? Cái này thì nó sẽ có hai thái cực anh ạ. Tức là như này, bọn em có tập bóng đá nghệ thuật và có tập bóng đá đường phố, tức là những trận dê bóng này, xỏ háng đẹp mắt như kiểu các siêu sao thế giới, thì tất nhiên là bọn em vẫn có thể sử dụng trên sân được. Nhưng mà còn một yếu tố nữa chúng ta cần trọng là thể lực và đồng đội nữa. Ví dụ như em ra sân em thích dê bóng quá, em cứ ham dê, em dê qua 3-4 ông rồi xong chúng nó chém em què giò thế thì em cũng hay bị thế. Đó là cái điều mà tôi muốn hỏi. Dạ. Vì Quang Hải, một vận động viên mà tôi rất là yêu thích, chắc chắn là sẽ không làm được những cái động tác như bạn đâu. Nhưng bạn ấy trên sân bóng điều khiển trái banh như tôi đã từng điều khiển trái banh. Mời điều khiển. Đừng nói gì thêm. Mời điều khiển. Đừng thật. Ví dụ. Đừng nói gì thêm. Đừng ví dụ đó. Anh em nhầm luôn cho em, cho em thử thức vậy ạ. Rồi. Vô. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ví dụ. Ví dụ. Cố lên. Anh lâu. Ôi dồi. Độ không đó, em nghe nói là mang về độ không lừa banh được anh ơi. Trời ơi, tội nghiệp trái bóng quá. Ồ, vỗ tay mọi người ơi. Xin ra, xin ra, xin ra. Wow. Quý vị các bạn thấy rằng đây là một cái gôn. Không, nó bề ngang để chỉ có 1 mét thôi. Đây phải nhưng cái gôn. Khi đây cái banh vừa xuống xuất là vào. Đây phải cái gôn. Cái này để ta đu. Mời mình về chỗ. Tưởng tượng. Mời về chỗ, đừng tưởng tượng. Mời về chỗ. Cho em hỏi nhá. Mình đang muốn hỏi bạn một cái câu là ngoài việc đá bóng giỏi ra thì bạn còn giỏi cái gì nữa không? Tôi giỏi nhất là làm Mizu hạnh phúc. Trời ơi, không tưởng tượng là bạn sẽ trả lời câu này luôn. Tại vì cái câu tiếp theo mà Miu muốn nói á, là bạn có biết ngoài việc đá bóng giỏi ra thì bạn còn giỏi hút lấy trái tim của biết bao nhiêu cô gái không? Bình thường là mình xúc động quá. Hôm nay chắc là việc mất ngủ mất. Ở đây rất nhiều cô gái nhưng mà thật sự là mình chỉ muốn lấy trái tim của Miu thôi. Mệnh đề này cho nên câu hỏi tiếp theo mà đây không phải là chương trình xây dựng hạnh phúc nha mọi người. Dạ không, câu hỏi này quan trọng lắm, quan trọng. Bạn sinh năm bao nhiêu vậy? Mình sinh năm 1989. Bằng tuổi. Bằng luôn hả? Hai con rắn. Và chị Minh Du ơi, giờ thì mình em có một thông tin này rất là hay về cái bạn này luôn. Sao? Bạn này là bạn của em mà, bạn này có vợ rồi. Có vợ rồi.
có vợ rồi. Đi về chỗ. Trời ơi. Bây giờ là đỉnh cao. Vỗ tay nồng nhiệt. Cố lên. Sao vỗ đỉnh cá được? Sao làm được? Đau lắm á, nặng lắm á chị. Nặng không chơi được đâu. Anh Phúc ơi, anh Tân lên anh nuốt trái bưởi luôn nha anh coi. Gì? Nuốt trái bưởi luôn. Đây không phải là xiếc công phu. Mà tôi thông báo luôn, trái bưởi này nặng có nghĩa là gì? Nặng lắm. Là trái bưởi đã chín và rất ngọt. Sau khi mình tân xong có thể tặng cho Mizu mở ra ăn. Mizu còn muốn ăn không ạ? Dạ, cái gì anh tặng em cũng ăn á. Cái này rất là khó, thì em sẽ thử tân xem có được không. Nếu như em vượt qua số 10, em sẽ có một buổi đi ăn tối riêng với Mizu. Wow. Cái này anh sẽ trừ ra hứa anh. Tại nhà hàng của anh. Đứt tay cái không? Còn nếu mà không có qua được 10 là đi ăn. Nếu không qua được 10 thì đi ăn với lại Kim Tử Long ạ. Không có, chợ gạo. Rồi mẹ. Đếm nha, khán giả đếm nha. Như vậy là thỏa thuận thành công. Vào một buổi tối đẹp trời nào đó, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vừa lóe lên, dòng người hối hả tấp nập, thì Đỗ Kim Phúc sẽ cùng Mizu cùng ăn cơm với nhau, cùng trò chuyện về bóng. Còn bây giờ là một thể loại tennis. Nó rất là nhỏ, tức là diện tích tiếp xúc nó sẽ nhỏ lại. Thúy Ngân, em muốn điều gì? Em nghĩ là với trái banh như vậy thì anh phải đá được khoảng 50 cái. Wow. Cái gì vậy em? Đây. Nhỏ khó đá lắm. Lên đá. Cái bự như vậy mà anh còn làm được thì cái nhỏ nhầm nhòi với anh. Em nói vậy sai rồi Ngân ơi. Nhiều khi cái bự làm được mà cái nhỏ người ta làm không được. Đây, để tôi thử nè. Khó à? Khó từng... Đó, anh Giang làm được. Không, anh Giang là một người mà tâm bóng giỏi mà. Ồ, ui, ta đau. Đau à. Đau à. Rồi, bây giờ em sẽ có một cái giá trị như sau: 10, 15, 20. Ai nghĩ ở mức độ nào? 20. Mọi người đề cao em quá. Trước khi anh Tân bóng á, thì em cũng có một điều nhắn gửi là anh, cho dù là anh Tân được 50, 20, 10 cái hay là không được cái nào thì em vẫn sẽ cổ vũ anh. Cố lên. Tôi xin khẳng định đây không phải là màn thả thính, mà đây là một cuộc rải đinh đồng loạt của nghệ sĩ Trương Thị Mỹ Dung. Sau khi nghe mọi người nói xong thì em càng thấy tâm lý hơn. Có lẽ ở ngoài em có thể tâng được khoảng tầm vài chục quả, nhưng mà bây giờ em không biết là em có tâng được 5 quả không nữa. Em chỉ cần tung được một quả thôi là mọi người đã vỗ tay rồi. Có chắc không ạ? Chắc là điều đó. Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Đây, thưa quý vị, đây, như lời đã hứa, Đỗ Kim Phúc và một đêm đẹp trời, khi màn đêm buông xuống và ánh đèn đường vừa lóe lên, dòng người hối hả, thì em sẽ cùng với Thúy Ngân đến phòng tập gym. Đây có phải là mẫu hình lý tưởng luôn không? Em biết mà, không cần phải nói. Thật ra em là một cô gái vô cùng xinh đẹp, với chiều cao của em là mọi người đều ước mơ. Dạ. Số đo 3 vòng là cực kỳ chuẩn luôn. Chuẩn anh nghe chưa? Nhưng mà anh xin lỗi là trái tim anh đã dành cho Mizu rồi. Trái tim anh đã dành cho Mizu rồi. Ngó lên trời, trời cao không có thâu. Về con, bố mẹ con cho người khác. Về. Ủa? Không cần nói con. Em cổ vũ anh đã được 50 trái mà anh nở nào anh nói vậy. Rồi, bây giờ cái màn biểu diễn và thả thính đã xong.
thì chúng ta tiếp tục quay lại vấn đề chính. À, em ơi, em đã chơi bóng bao lâu rồi? À, em tập chính thức bộ môn này từ năm 2007, tức là được 12 năm rồi. Em ơi, anh hỏi em có nhiều giải thưởng không? À, dạ có. À, năm 2010 thì em đã từng vô địch thế giới trong một cuộc thi online trên mạng. 2013 thì em vô địch châu Á. Trời. 2016 thì em vô địch một cuộc thi thế giới tại Old Trafford của Manchester United nữa. Em ơi, anh muốn hỏi em một câu nữa. Em lập cái kênh YouTube của em á, mục đích của em là gì? Lúc đầu em lập chỉ cho vui thôi, tức là chia sẻ một số cái khoảng khắc thú vị của em chơi bóng này, với cả em giao lưu cùng với các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới thì em quay lại thôi ạ. À, nhưng mà cuối cùng bây giờ cái mục đích chính của em là mỗi tháng em được bao nhiêu doanh thu? À, cái này thì cũng không phải vì tiền ạ, nó cũng là vì đam mê. Tại vì công việc chính của em bây giờ là quản lý cầu thủ và làm một số cái truyền thông bóng đá. Đây, anh muốn hỏi một tháng bao nhiêu tiền thì hỏi Chris Phan. Hỏi Chris Phan nhé. Chris Phan giàu lắm ạ. Bao nhiêu em? Chris Phan hiện tại có tháng kiếm được 1.500.000.000 đồng. Trời ơi. Em đừng có chối nữa. Anh đã từng thấy em đi lãnh tiền YouTube. Hả? Cái tháng thấp nhất của em là 475.000 đồng. Trời ơi, em đại gia. Có rồi chị, đừng tin, đừng tin. Rồi, bây giờ sẽ là màn trình diễn cuối cùng để chúng ta nhận định thêm nữa về anh chàng này. Xin mời. À, ở đây có một chiếc xà ngang. Thì bây giờ em sẽ đu lên và tâng bóng. Thì lại mọi người đố xem là mọi người sẽ nghĩ em tâng được bao nhiêu quả. Ơ, cái này khó lắm, em nghĩ chắc khoảng 15 cái là nhiều. 50 cái? Đúng anh rồi. Mà tưng được 50 cái, anh đem anh Kim Tử Long về luôn. Em đừng làm anh mất mặt, 50 cái cho anh. Ôi căng à, mặt căng kìa. Chết rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Thưa quý vị, sơ sơ nhẹ nhàng thôi là đã hơn 50 rồi. Thì quý vị nghĩ đi, rảnh rỗi có thời gian nhiều sẽ hơn rất là nhiều. Cái màn trình diễn vừa rồi rất là nhiều thú vị, đem đến nhiều thông tin. Chúng ta mỗi người hãy tự trong lòng mình có một quyết định để xem anh ấy xếp ở vị trí thứ mấy.